Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì trong cái video vừa rồi các bạn, mình đã hướng dẫn cho các bạn xong về cái phần đọc giá trị của biến trở đúng không? Sau đó là mình điều khiển LED dựa vào giá trị của biến trở và hiển thị cái giá trị đó lên điện thoại di động cũng như là website. Bây giờ trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái chức năng rất là hay ở trên Blend App, đó là cái màn hình LCD. Thì như các bạn thấy cái hình này các bạn, thì đây là cái màn hình LCD nè. Đó thì nó đang hiển thị là vượt ngưỡng và là mode on, nghĩa là bật là những cái máy của mình lên. Thì cái chức năng này nó giúp cho mình có thể theo dõi cái hệ thống của mình để mình giám sát và để mình có thể biết được cái tình hình nó đang hoạt động như thế nào để đưa ra những cái hướng xử lý kịp thời. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào mình hướng dẫn các bạn cái màn hình LCD này nha. Thì đây các bạn, đây là cái hệ thống mà bữa đó trước mình làm nè. Bây giờ mình sẽ ứng dụng cái màn hình LCD đó vô để mình đọc cái giá trị của cái biến trở. Như bữa trước mình làm là cái này là cái biến trở nè các bạn, mình dặn biến trở thì nó sẽ thay đổi giá trị biến trở nè. Và sau đó là nếu mà dưới 500 thì nó sáng nó xanh, còn nếu mà vượt 500 thì nó lấy đỏ nó sáng. Thì bây giờ mình ứng dụng màn hình LCD vô mà để mình hiển thị cái này luôn nha. Rồi thì đầu tiên á các bạn, nó có hai cách làm các bạn. Đầu tiên là cái cách mà đơn giản nhất thì các bạn mở màn hình lên. Sau đó các bạn vào Blend cho mình. Vào Blend nè. Đó. Rồi, sau đó các bạn chọn cho mình là cái biến trở là cái template mà bữa trước mình tạo nè. Bữa trước mình làm nè. Bạn nào mà chưa biết thì các bạn xem lại nha. Rồi, thì sau đó mình bấm vào cái dấu công cụ để mình thêm cái LCD vô. Các bạn nhấp vào màn hình, các bạn kéo xuống. Này các bạn nè, các bạn thấy cái chức năng LCD đây không? Đó, các bạn chọn vô đây. Rồi, sau đó các bạn nhấp vô đây để các bạn thiết lập cho nó. Thì symbol này các bạn là các bạn để có nghĩa là cơ bản, còn event này là cao lên. Thì các bạn có thể chỉnh như thế này luôn cho nó dễ, có nghĩa là các bạn ở phần data stream á, các bạn nhắm vô đây. Các bạn chọn cho mình cái V1, cái bọt. Cái bọt cái giá trị của biến trở là các bạn. Các bạn chọn nó luôn. Đó thì nó sẽ hiển thị lên liền luôn. Về lại. Đó thì các bạn thấy không? Cái giá trị của biến trở nó hiển thị lên liền luôn nè. Đó, thì các bạn có thể làm nhanh như vậy. Cách thứ hai. Á là các bạn thiết lập riêng cho nó, có nghĩa là các bạn muốn viết chữ luôn lên á thì các bạn phải thiết lập riêng cho nó. Cái này là nó chỉ hiển thị đơn giản như vậy thôi. Bây giờ các bạn muốn viết chữ á thì các bạn thiết lập thêm, thì các bạn phải tạo một cái data stream ở trên web, có nghĩa là một cái chân ảo khác á. Thì các bạn lên web này, sau đó các bạn vào cái phần template đó, rồi các bạn nhấn vào cái biến trở là cái template mà mình đang làm nè. Rồi các bạn qua phần cái data stream, rồi sau đó các bạn bấm vào cái edit trên đây. Rồi sau đó mình bấm vào đó là new data stream nè, mình chọn một cái visual bin mới để mình rồi mình đặt tên nó là LCD, có nghĩa là mình sẽ tạo một cái chân ảo mới để mình thiết lập riêng cho cái LCD này. Các bạn có thể chọn màu tùy ý nha, thích màu nào thì các bạn chọn màu đó. Đó rồi, chân ảo thì mình chọn V2 nha, các bạn chọn chỗ nào cũng được. Các bạn lưu ý ở phần kiểu dữ liệu á thì các bạn phải chọn cho mình đó là string. Tại sao? Tại vì các bạn lưu ý là LCD này nó là hiển thị chuỗi nha các bạn. Nó là cái thằng hiển thị chuỗi. Cho nên là các bạn phải chuyển sang string. Ok chưa nè. Rồi, xong. Rồi thì xong khi các bạn làm xong thì các bạn save lại nha. Các bạn bấm save lại. Đó. Về cái phần web dashboard thì nó sẽ không có hỗ trợ cho mình cái phần LCD như các bạn thấy nè, cho nên mình cứ không cần thiết lập cái này, các bạn cứ tạo cái data stream thôi được rồi. Rồi sau đó các bạn quay lại cái biên biến trở, chủ yếu là mình thiết lập ở trên điện thoại thôi. Rồi bây giờ mình sẽ lên điện thoại lại nha các bạn. Rồi thì mình cũng chọn y như hồi nãy luôn, mình cũng chọn là symbol, và nhưng mà bây giờ mình đổi lên nha các bạn, mình đổi lên là mình chuyển sang V2, mình chuyển sang cái LCD V2 này nè. Đó, có nghĩa là bây giờ mình sẽ cho nó chạy cho một cái data stream mới. Rồi xong. Ok. Rồi bây giờ mình sang phần code nè các bạn. Bây giờ giả sử như mình muốn viết chữ lên đi. Giả sử mình muốn bây giờ cái màn hình này nó sẽ hiện chữ là hello đi. Giả sử là hiện chữ hello. Cái này nó hiện chữ xin chào là vì hồi nãy mình code cho nó rồi các bạn. Bây giờ giả sử mình muốn hiện hello đi thì các bạn có thể làm nhanh như thế này, đó là các bạn lên code nè, ở cái phần code nè, thì cái này là cái code của cái phần video trước mình làm. Bây giờ các bạn chỉ cần thêm cái phần cái lệnh chuyển dữ liệu thôi. Các bạn dùng cái lệnh này nè, blink.virtualwrite nè, các bạn dùng cái lệnh y như cái lệnh, tại vì cái lệnh này nó là cái lệnh truyền dữ liệu từ cái node MCU lên cái blink app, có nghĩa là mình truyền dữ liệu lên thì mình dùng lệnh này.
Vậy bây giờ mình truyền lên chân máy thì đương nhiên là chân V2 rồi. Hồi nãy các bạn thiết lập là chân V2 đúng không? Vậy thì mình phải truyền lên V2 và mình truyền gì? Mình truyền chữ hello đúng không? Thì các bạn nhớ bỏ vô dấu ngoặc kép. Này, hello. Đó. Rồi, mình nạp code vô. Rồi sau khi mà các bạn nạp có thành công thì bây giờ mình mở màn hình lên. Đây thì các bạn thấy nó chuyển sang thành hello rồi các bạn thấy không? Đó có nghĩa là các bạn muốn nó hiển thị cái gì ấy, thì các bạn có thể điều chỉnh trên cái phần code này và nhớ là dùng cái lệnh mình link.vectorize này để truyền dữ liệu lên, truyền dữ liệu lên LCD đó. Các bạn lưu ý nha. Nhưng mà giả sử bây giờ mình muốn truyền thêm cái giá trị biến trở nó thì sao? Giả sử bây giờ mình muốn nó hiển thị trên cái màn hình này các bạn là biến trở là 547 đi, có nghĩa là mình nói hai cái này lại thì mình làm sao thì các bạn cũng viết code luôn, các bạn cũng viết trên đây đó là các bạn hãy viết cho mình đó là bây giờ mình sửa là đúng không, là thành biến trở là đúng không, biến trở là rồi bây giờ các bạn phải cộng. Thì các bạn cộng thì các bạn cộng thêm giá trị biến trở thì đương nhiên các bạn phải cộng cho cái này. Tại vì value này là giá trị biến trở nè các bạn. Nè, mình dùng cái lệnh analog read để mình đọc cái giá trị biến trở từ chân A0 này các bạn thấy không? Vậy thì mình truyền lên đây thì đương nhiên là mình phải truyền thêm cái giá trị value này lên đây. Đó, thì mình copy mình truyền lên đây. Nhưng mà các bạn lưu ý, nếu mà các bạn để như thế này á, các bạn nạp code đó thì nó sẽ lỗi. Mình làm thử các bạn xem. Nó sẽ báo lỗi. Tại vì sao? Đó. Nè nó báo lỗi liền nè các bạn xem nè. Ồ, không lỗi nha. Nè các bạn thấy nè, nó không báo lỗi nhưng mà trong màn hình nó sẽ lỗi các bạn. Nó lỗi tung chảo luôn. Tại vì sao? Tại vì á, các bạn lưu ý nè, cái này là giá trị, cái này là gì? Là chuỗi đúng không? Cái này là chuỗi. Còn cái này là gì? Cái này các bạn, cái này là biến, này là biến value hồi nãy á, là giá trị số nguyên đúng không? Có nghĩa là integer. Thì các bạn phải chuyển sang chuỗi tại vì nó không, cái này nó không có cộng được các bạn. Cái thằng này là chuỗi các bạn, cái thằng này là integer thì không có cộng được. Thì các bạn phải chuyển sang chuỗi thì các bạn dùng cái lệnh gì? Thì ở đây là mình sẽ lồng cái lệnh là string. String nè, đó để các bạn chuyển sang chuỗi. Chưa? Rồi à, các bạn lưu ý là mình sai cái string này chữ x, các bạn phải viết qua lên nha. Đó nó hiện chữ màu xanh lên như thế này á, là nó mới đúng. Thật ra cái thằng C cộng cộng này nè các bạn, nó khó chịu cái chỗ là nó phân biệt chữ thường chữ qua là luôn. Cái thằng code ở trên Arduino này nè, cho nên các bạn lưu ý là các bạn chữ thường chữ qua các bạn phải viết cho đúng nha. Như lại mình link.vectorize này nè, các bạn chữ w các bạn phải viết qua đó, thì các bạn lưu ý vô đó. Rồi bây giờ mình nạp code lại. Rồi, xong rồi. Mình xem nè, mở màn hình lên nè. Đó, các bạn thấy chưa? Biến trở là 543 nè, mình thay đổi biến trở nè các bạn. Thay đổi nè. Đó, biến trở là 672 nè. Thay đổi nè. Đó, biến trở là 373 đó, các bạn thấy chưa? Nó sẽ hiển thị như vậy. Nhưng mà các bạn lưu ý là nó sẽ có hai dòng đúng không? Hai dòng, dòng 1 và dòng 2. Vậy bây giờ thật ra cái chức năng cơ bản này các bạn thì mình chỉ làm được như vậy thôi. Bây giờ giả sử mình muốn hiện cái dòng trên là khác, dòng dưới khác thì mình làm sao? Thì các bạn phải xài sang cái, và nhắm vào cái dấu này để các bạn công cụ để các bạn chỉnh sửa nha. Thì các bạn phải chuyển sang cái chế độ Append các bạn. Cái chế độ Append. Đó, cái chế độ Append. Và sau đó các bạn chọn cái chân thì cũng là V2 luôn. LCD V2 nãy mình tạo rồi nè. Nhưng mà bây giờ các bạn thiết lập cho nó. Thì nó sẽ chạy theo code thôi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập nha. Rồi bây giờ các bạn lưu ý nè.
Thì cái LCD này các bạn, nó sẽ có là 12, 16 x 2 có nghĩa là gì? 16 có nghĩa là cột, còn 2 là dòng các bạn. Có nghĩa là các bạn nhìn màn hình này, có nghĩa là nó sẽ có 16 cột. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Được chưa? Tóm lại là cái ít á, cái LCD này là cột á, là nó sẽ có 16 cột. Còn còn về dòng á các bạn, là nó sẽ có 2 dòng, các bạn lưu ý nha. Rồi thì đầu tiên các bạn muốn sử dụng á, thì các bạn phải khai báo LCD, thì các bạn phải dùng cái lệnh đó là widget LCD. Và cái này là cái tên, các bạn thích đặt tên gì cũng được. Sau đó các bạn dùng cái chân nào thì các bạn gắn ghi cái chân lên đây. Sau đó các bạn in cái chỗ đó lên màn hình, để các bạn dùng cái lệnh này. Đó, các bạn dùng cái lệnh này các bạn in ra. Thì và ít là số cột, 16 cột đúng không các bạn, thì nó sẽ chạy từ 0 cho tới 10, 15. Còn y là số dòng thì nó sẽ chạy từ 0 tới 1, tại vì nó có 2 dòng thôi đúng không? Y là 2 dòng, là dòng 1, dòng 2 thôi, thì đương nhiên giá trị của nó sẽ là 0 với 1. Thì các bạn lưu ý nè, ít này là dòng cột nha. Còn y này là dòng. Ít là các bạn muốn hiển thị ở cột máy thì các bạn ghi lên đây. Và thường á là mình cứ chọn ít bằng 0 thôi các bạn. Thường á là các bạn cứ dùng ít bằng 0 cho mình. Đó, các bạn cứ dùng ít bằng 0 cho mình. Và y á, nếu các bạn muốn hiển thị ở dòng 1 á thì các bạn xài y bằng 0. Đó, nếu mà các bạn muốn hiển thị ở line thứ nhất. Đó, ở line thứ nhất. Thì các bạn chọn là ít bằng 0. Còn nếu mà các bạn muốn hiển thị ở line thứ hai á, có nghĩa là cái hiển thị ở dòng dưới này nè, thì các bạn chọn cho mình đó là y bằng 1. Đó. Được chưa? Nếu mà các bạn hiển thị ở line thứ hai nha, nó không cho mình viết ở đây nữa rồi. Nếu mà các bạn muốn hiển thị ở line thứ hai á, đó, thì các bạn chọn cho mình đó là y bằng 1. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ viết có thử để mình biết. Bây giờ mình nói mình cũng khó biết lắm rồi, bây giờ mình viết có thử rồi biết liền. Rồi, thì đầu tiên mình khai báo đúng không? Thì các bạn mình copy cho nó nhanh. Mình khai báo thì mình khai báo cái này lên. Đây, mình vô phần code nè. Mình lên cái phần khai báo nè các bạn, mình khai báo vô. Rồi, tên thì các bạn có thể đặt tên tùy cái các bạn nha. Ở đây là mình sẽ đặt là monitor đi, mình đặt đại thôi. Các bạn muốn đặt tên à, nó trùng với cái ấy rồi. Mình phải đặt một cái tên ở đó mà nó không trùng với những cái hàm ở trong cái Arduino này. Thì mình đặt đại đi, biến trở đi. Rồi. Chân thì các bạn chọn chân, hồi nãy các bạn chọn chân máy V2 đúng không? Hồi nãy mình chọn cái data stream là V2, các bạn chú ý chỗ này nha. Đó. Rồi, bây giờ xuống đây thì mình chỉ cần in ra thôi. Bây giờ mình bỏ cái này đi các bạn, mình không xài này nữa. Mình rào lại, mình không xài nữa. Rồi. Ok, bây giờ mình dùng tiếp tục là mình dùng cái lệnh này nè. Mình in cái giá trị đó ra thì mình dùng cái lệnh đó là cái tên mà mình chấm print. Thì nãy các bạn đặt cái tên là gì? Các bạn đặt cái tên là biến trở đúng không? Thì mình sẽ bấm là biến trở chấm print đó, y như cái này mình hướng dẫn thôi. Ít là gì các bạn? Ít là cột, thì các bạn luôn luôn cứ để cột bằng không cho mình đi. Cứ hiển thị mình cứ hiển thị từ cái cột thứ nhất này thôi các bạn. Các bạn đừng quan tâm nhiều, đúng không? Mình sẽ luôn luôn hiển thị từ cột thứ nhất này. Mình chỉ quan tâm tới y thôi. Rồi, thì bây giờ các bạn muốn hiển thị dòng máy, dòng thứ nhất đây nha, dòng thứ nhất là các bạn xài 0. Đúng không? Y là số dòng thì bây giờ nó chỉ có hai giá trị là 0 với 1 thôi. Nếu mà các bạn muốn hiển thị dòng thứ nhất á, các bạn bấm số 0. Rồi. Bao giờ bấm là xin giá trị cảm biến đi thì mình copy cái này xuống. Tại vì value là giá trị cảm biến mà các bạn. Thôi mình cứ với hello đi nha. Hello trước đi, xin chào trước đi. Cái gì cũng phải xin chào ta trước chứ, đúng không? Rồi, đóng lại. Rồi, thì đây là các bạn hiển thị lên dòng thứ nhất. Mình nào có cho các bạn xem thử. À, sai rồi các bạn ơi, tè le hết trơn rồi, chết rồi. Lưu ý, à mình thiếu chấm phẩy rồi các bạn ơi, thiếu chấm phẩy. Rồi, lưu ý là cái này là hiển thị trên line 1. Hiển thị trên line 1. Rồi, ok, mở điện thoại lên, Rồi, bao nhiêu ít để thoát ra nha các bạn, để ve lại. Đây các bạn thấy không, nó chỉ hiển thị là dòng thứ nhất thôi, còn dòng thứ hai nó trống nè. Thấy không, còn hồi nãy các bạn là nó hiển thị cả hai dòng luôn. Rồi, bây giờ mình muốn tiếp viết dòng thứ hai thì sao, thì mình viết tiếp. Mình viết tiếp có thôi các bạn, bây giờ mình muốn viết, bây giờ mình muốn hiển thị tiếp dòng 2. Thì các bạn cũng xài cái lệnh y như cái này, đó. Nhưng mà dòng 2 thì các bạn phải sửa cái này là thành số gì? Số 1 đúng không? Như mình nói hồi nãy, đúng không?
y là gì? Y là số dòng nè, y là chỗ này nè. Đó, x thì luôn luôn bằng 0 nhưng mà bây giờ y mình sửa là thành số 1. Đó, để nó hiển thị lên dòng 2. Cái này là nó sẽ hiển thị lên line 2. Rồi, bây giờ mình đặt khác đi nha. Bây giờ dòng 2 nó sẽ hiển thị gì đây? À, bây giờ dòng thứ nhất là xin chào rồi, thì bây giờ dòng thứ hai bây giờ sẽ hiển thị biến trở đi nha. Rồi, biến trở là 2 chấm. Rồi bây giờ cộng, mình sẽ cộng với lại cái này, đúng không? Cộng với cái giá trị của nó là value nè các bạn. Value là cái giá trị biến trở. Và nhớ hồi nãy không? Nhớ nó phải chuyển sang gì? Chuyển sang chuỗi. Thì sai là cái gì? String. Đó, chuyển sang chuỗi. Nhớ nha các bạn, không chuyển sang chuỗi là nó sai đó. Báo lỗi liền. Rồi. Ok, mình làm code lại. Đây, các bạn thấy chưa? Nó hiển thị dòng thứ nhất là hello, xin chào. Dòng thứ hai là gì? Biến trở là 554. Đó, các bạn thấy chưa? Mình dặn thay đổi nè, nó sẽ thay đổi theo. Đó, các bạn thấy chưa? Bây giờ các bạn thấy chưa? Cái màn hình LCD này nó giúp mình có thể theo dõi được cái hệ thống của mình rất là tốt luôn, đúng không? Rất là trực quan, sinh động luôn. Ví dụ các bạn làm một cái hệ thống về báo trộm hay là an ninh gì đó thì nó báo lên cho mình biết là như thế này, hoặc là hệ thống tự động hay là hệ thống báo cháy gì đó, được chưa? Thì đây là cái màn hình LCD mà mình đã vừa hướng dẫn cho các bạn xong. Rồi, chắc là video này tới đây thôi các bạn ơi. Nếu mà các bạn xem tới đây rồi thì chắc là các bạn cũng đã theo mình khá lâu rồi, đúng không? Cũng là 4-5 video gì đó rồi. Thì bây giờ các bạn hãy comment xuống cho mình biết là các bạn có xem video của mình, để mình biết mình cố gắng mình làm thêm nhiều video nữa nha. Rồi, xin chào các bạn có thể comment bất kỳ gì cũng được. Ok, cảm ơn các bạn nhiều. Xin chào các bạn nha. Hẹn gặp các bạn ở cái video tiếp theo.